Viên hả Phượng? Dạ, phở hồi viên. Wow, dữ quá. Wow, ngon quá. Chưa có ăn mà thôi. Phở filet mignon. Phở filet mignon là trang trí nhà cửa kìa. Nhà bếp cũng có Merry Christmas luôn nha cả nhà. Đẹp quá luôn. Trời, có cái này là gì chớp chớp đẹp vậy Phượng? Dạ, đó bán để đó em relax em bữa chén. Trời, sướng không? Nhìn ra ngoài còn có thêm xe lửa con và Noel. Trời ơi, xiên quá. Xiên quá đâu nồi chè của chị Nga đâu. Trời ơi, góc này cũng có luôn hả? Trời ơi là trời. Đây là nồi chè bà ba của bà Nga. Nhớ Hà Nội trùng phở nha Hà Nội. Cảnh đẹp ha. Nhà bếp cũng có Christmas. Có cái đèn trên đây nãy giờ mới thấy. Nó sẽ thịt cà tái rồi đó. Muốn lấy cái đồ con bò. Bò tái bò viên chứ phải là bò. Filet mignon mà bò viên nữa nha. Có vậy. Dạ, như bản không? Vậy đó là một chai mấy chục đồng đúng không? Hồi xưa chị mua 25 đồng chai nhỏ xíu. Chị Nga mua năm ngoái, đó, năm ngoái em. Cái của ai chị? Cái nước mắm Phú Quốc em.
đây là 9-10 đồng có rồi. Và bây giờ chị thấy ở trong Cúc Cô nó bán một cặp bây giờ 6-5 đồng ở ngoài giờ bán 5 đồng kìa. Nhưng mà cũng may là em không có cây gì mấy cái dễ tôi tương ớt bây giờ ở ngoài bán có 4 đồng 9 kim bây giờ không có cái này chị đi rồi. Ủa Phượng ơi, Phượng cho xin thêm vài cái mũ năm nữa. Dữ kìa. Ta chỉ thấy có 3 cái, 4 cái đây à. Dữ kìa nhiều lắm. Đây còn này. Thì chị Kim có rồi. Thiếu là 2 nữa. Chị cho thường là nó trời ơi, nhà này công việc tốt tân thiệt nha. Trời ơi, giá trời. Nói em cũng không hiểu anh thích xoay đấy. Chị chơi cặp thịt rồi. Hôm nay bảo này khỏi cái bún đó. Có một cái con sừng riêng á. Bà ba, là phụ kiện nghe trong trong cái xương đó không á? Giá thì em mua mang nhưng mà không bao giờ xịt tinh.